rồi. Nào xem ra, xem lại là chúng mày nhá nhá. Đội chưa? Ôi trời. Ủa phim hành động gay cấn này. Trời. Ôi, nào xem nào, cúng trước gì đây này? Cúng làm cái gì ha? Cúng làm gì em này? Đi hè. Nào, xem ninja đây này. Ninja lead nó phải đẳng cấp cao. Ui trời ơi. Chưa vấn đề gì, xe vẫn chưa hỏng. Không sao. Mày hơi yếu nhỉ. Này, cho mày cố mắt lên này nhìn nghe, nhìn ông à. Đấy chưa, thấy đúng ta tắm chưa? Ta vừa đánh cá vừa tắm luôn à. Đi ngủ đi. Ôi, rơi mẹ rồi. Nguyện mỗi cái thìa để mình quay quắt gì đây hả? Nào ôm vào đi, ôm vào đây này, không ngã. Ôm vào ấy. Đấy, bảo rồi, không nghe. Ôi, bình tĩnh em ơi. Ôi, chị làm gì này? Ôi, ui xì, ui xì. Ôi, đây rồi, đây rồi. Dơ. Đấy thì trời, nhưng như ra là liều xe đạp thôi. Từ từ. Một tình huống bất ngờ. Ôi, ôi thôi. Ôi, đây rồi, đúng rồi. Bên Trung Quốc này người ta gọi là án tử hình như này. Này, ôi, đây rồi. Và, đấy, đeo gông rồi. Thôi, xác định nha. Dấu hiệu. Nào, bắt cá đi xem nào. Úi giời, úi giời, ui, cái cá to thế. Cá lại bay vào ăn cả bữa ấy này. Nguy hiểm thế. Cá này khôn đấy nha. Cho lên nồi luôn. Tới rồi. Sao đây, lại cùng đến với người phụ nữ với IQ vô cực. Đấy. Như vậy là chị đã đỗ con xe của mình trương phành luôn tại vỉa hè. Để một cách gọi là không sợ một tên trộm nào. Như vậy là chị đã đi vào trong cửa hàng rồi. Và chúng ta hãy cùng xem chị sẽ làm gì đây. Rồi, như vậy là chị đã đi ra rồi. Rồi, chị đang ra, rồi chị đang nghe điện thoại rồi. Ôi, sao nhìn con xe kia nó quen quen nhỉ? À, thôi. Ôi, ôi, gì đây? Ôi, ôi, con xe này nha, mình nhìn quen quen này, nhìn giống xe mình nhỉ? Nhưng mà thôi, kể như cứ về thôi, đằng nào vẫn mở quá. Đố gọn chưa? Đố quá gọn luôn. Nhưng lại bay mất cái gương. Rồi, tại một ngôi nhà rất đẹp. Đấy. Ủa đây rồi. Ủa trời. Em à, cho anh nhờ tí nhá. Ui ơi. Như vậy là một thanh niên không đội mũ đã phi xe vào sân của một nhà rồi. Rất nhanh à. Như vậy là hai anh công an đã đi qua mất rồi. Đã không phát hiện ra thanh niên đã làm ở trong sân này rồi. Đấy. Ê trời. À đây, cho nhìn nào. Ôi giời, à đâu rồi, à đây rồi, ô ô. Thấy rồi, lại chạy vào ai rồi. Sao mày ngu thế hả? Bá. À, liệu các anh. Ôi đây rồi, các anh đã nhìn thấy rồi. Ghê chưa. Đáng số là thoát, nhưng mà lại thò đầu ra để nhìn à. Đã rồi. Thấy chủ quán xinh đẹp, thanh niên vào tận nơi để gạ làm. Hả? Gì vậy? Làm nghề đây. Hả? Chị có làm nghề đây. Rồi. Khó rồi sao? Khó. Bao nhiêu? Làm nghề gì mới được? Làm nghề gì? Làm. Vậy em đưa chị 200. À, đưa 200. 200 là làm gì? Chị đó. Chị làm gì vậy đó? Đâu có đâu. Chị chỉ là làm đẹp thôi. Chị đâu có làm cái đó. Đâu phải là làm massage đâu. Chị giúp em. Sao mà giúp được? Rồi chị giúp em. Giờ em bấn lắm rồi à. Chị nữa hả? Không. Tự nhiên em hỏi gì sao. Hỏi giật mình luôn.
Vậy sao vậy? Chị có chồng có con là ngày này gì trời? Ông này được rồi. Không, em không đi về là chị báo công an nha. Như vậy là một thanh niên thấy chủ quán rất là xinh đẹp cho nên đi vào hỏi để xem chị có làm nghề không. Nhưng mà hóa ra em đã tìm nhầm quán rồi nha. Chị có chồng có con rồi. Làm công việc làm đẹp chứ. Người ta linh tinh ông này. Và để ủng hộ những video mới từ Team Việt, các bạn đừng quên đăng ký kênh AT Review, kênh chuyên review phim mới nhất. Bên cạnh đó là kênh Tô Tin Tức. Xin cảm ơn.